ơi, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Thì hôm nay Cương sẽ trả lời anh em một cái câu hỏi là gỗ lim xanh tali và gỗ ecop thì dùng loại nào thì tốt. Thì trong cái video này Cương sẽ chia sẻ anh em là rõ hơn. Thì nếu mà để so sánh hai loại này làm đồ thì Cương muốn chia sẻ anh em nhá, là gỗ lim thì được vào là tứ thiết anh em ạ. Là tứ thiết như ở những cái vùng Lạng Sơn và ở trong ở trên vùng Thanh Hóa thì được liệt kê vào là tứ thiết, đinh, lim, xến, táu. Đấy. Nên là còn cái gỗ ecop nếu mà là gõ đỏ xịn nhá anh em nhá. Đấy anh em phải rõ ràng như thế là gõ đỏ xịn thì Cương không nói làm gì. Nhưng mà anh em dùng cái từ gõ ecop để anh em là nói là không đúng cái sự thật lên thì đó là anh em phải biết phân biệt. Thì gỗ ecop Cương đã chia sẻ rồi, nó là một dòng gỗ, chất gỗ nó mềm, mùi nó chua, được liệt kê vào dòng gỗ hương anh em ạ. Nên là chính vì thế cái chất gỗ nó mềm thì mình không làm đồ được anh em ạ. Làm đồ thì nó dễ cong vênh, nứt lẻ anh em ạ. Còn những cái đồ này, cái cây gỗ ecop nó mà cây gỗ đỏ thật xịn, đường kính nó 2-3 mét đấy thì nó vô cùng có giá trị. Cương phải nói là vô cùng có giá trị. Còn nếu mà là cái dòng gỗ mà đã không có thương hiệu, không có chất lượng thì làm cái tấm sập ấy anh em, tấm sập rộng 1m8, dày 22, dài 3m2 mà có 80 triệu, thì anh em bảo là dùng một dạo nó cong lên thì thực sự là anh em quá là phí tiền, mà nó rúm cái mặt nữa thì anh em lại càng phí hơn. Chính vì thế anh em mất quá nhiều công để đưa vào nhà, xong sau đó là nó không phải không đúng chất lượng thì anh em thấy rất là buồn. Chính vì thế là Cương muốn chia sẻ anh em luôn là anh em dùng gỗ ecop và gỗ lim, Cương gọi một câu là lim Lam Phi đi. Đấy, lim gì cũng được, lim Ocan hay là lim xanh Tali. Mà so với lại gỗ ecop thì anh em dùng lim Lam Phi cho Cương. Đấy, chưa cần phải nói đến là lim xanh Tali. Khi nào mà làm đến lim xanh Tali, Cương sẽ lại so sánh lim xanh Tali với lại lim Ocan để anh em biết về cái tính chất của nó. Chính vì thế anh em phải thực sự là chi tiết về những cái thứ anh em tìm hiểu. Anh em phải rõ ràng và thì anh em sẽ mua được những cái sản phẩm là vô cùng có giá trị. Cương phải nói là vô cùng có giá trị. Chứ anh em mà cứ đại khái là gỗ ecop nó là gõ đấy thì không đúng đâu. Nên anh em phải rõ ràng gỗ ecop là gỗ ecop. Nó là dòng gỗ, như Cương nói một câu là nó hơi là sỗ sàng một tí. Nó là dòng gỗ tạp thôi. Đấy, nên là anh em là hết sức là chú ý về vấn đề là tính chất của nó nhá. Và anh em nào mà nghe Cương chia sẻ về cái tính chất của gỗ ecop thì anh em thực sự là để ý một chút, rõ ràng một chút về cái tính chất của gỗ để anh em mua được cái hàng có sản phẩm nó chất lượng. Đấy, như là để làm sao mà nhận biết được cái gỗ ecop và gỗ đỏ xịn thì anh em lại phải, nếu mà làm thành phẩm anh em nhé, Cương hôm nay cứ chia sẻ đến cái hàng thành phẩm đi, thì anh em phải thứ nhất là phải rõ về bề mặt vân, thứ hai anh em phải biết được cái mùi của nó. Vân thì chưa chắc anh em đã nhận biết được đâu, nhưng anh em phải biết cái mùi. Đấy, nó lại hay như thế. Anh em phải biết cái mùi, nếu mà là gõ đỏ Ba Chi, Ly Dê và Gala thì nó đều có một cái mùi là nó hắc anh em nhé, ngửi mùi nó hắc. Còn nếu mà thằng ecop, nói chung là cái dòng ecop, dòng gỗ hương đấy, Cương gọi là gỗ hương đấy, thì là nó có mùi là chua chua. Anh em cứ trả ra anh em ngửi thấy mùi chua ngay. Đấy, còn về nếu mà anh em mà phát hiện ra mà cái gỗ đỏ xịn Ba Chi, Ly Dê, Gala thì là nó có cái phân trắng. Đấy, nó cái phân trắng ở trên bề mặt gỗ nha anh em, nó có rất nhiều, như cái dòng Gala thì có rất nhiều cái chặt vôi. Đấy, nếu anh em nào thợ là anh em mới biết là nó có nhiều cái chặt vôi ở trên cái bề mặt đấy, nên anh em phải rõ ràng về cái điều đấy thì anh em sẽ mua được cái hàng nó rất là chuẩn. Còn cái dòng ecop thì không có, anh em cứ trà ra là có mùi, là nó có mùi chua chua, còn mùi gõ xịn của nó, gõ Ba Chi, Ly Dê, Gala là nó sẽ có mùi hắc. Đó, anh em chỉ nhận biết mỗi về mùi thôi là anh em biết, còn về bề mặt vân thì anh em không tìm hiểu sâu, anh em sẽ không rõ được đâu. Đấy, Cương chia sẻ rất là thật như vậy, đến như là lắm lúc mà anh em thấy một miếng gỗ đẹp quá, mà anh em thích quá rồi, thì, nhưng mà cái người bán người ta biết anh em thích là gõ, người ta chia sẻ đấy là gỗ gõ, cái là anh em là mua thôi, nhưng mà giá lại rẻ hơn cái hàng gõ mà xịn thật. Giá gỗ gõ xịn thật nếu một cái miếng vân bình thường thì cũng có thể là nó
giá nó cao, nhưng cái miếng đấy là gõ tương gọi là không phải gõ mà là hàng ECOP giả đọc G là gõ, thì anh em bán giá nó lại anh em cảm thấy hợp lý, vân đẹp thì anh em lại mua. Đấy là thực sự là rất tiếc cho anh em khi anh em không rõ được cái bề mặt vân của nó. Chính vì thế trong video này Cường muốn chia sẻ anh em là nếu anh em thực sự là quan tâm về gỗ, quan tâm về chất lượng, anh em phải tìm hiểu thật kỹ về cái vân và tính chất của gỗ thì anh em sẽ mua được hàng nó chuẩn hơn, chi tiết hơn. Còn về anh em hỏi Cường là gõ gỗ ECOP hay là còn gõ ECOP đấy, mang lại lim thì là lim Nam Phi thì dùng loại nào tốt, thì Cường cái lim Nam Phi có hai loại, Cường như là chia sẻ lúc đầu rồi, thì là anh em dùng lim, Cường phải khẳng định luôn là anh em dùng lim nhá, chứ không làm sang cái thứ gì khác nữa, bỏ ECOP đi. Đấy là Cường khuyên thật anh em là lên không nên dùng ECOP, là nó cong vênh nứt lẻ, có rẻ anh em cũng không dùng. Đấy, Cường nói thật, nên là chính vì vậy nên trong video này Cường muốn chia sẻ anh em như vậy thôi. Nếu anh em thấy chia sẻ của Cường đây mà thấy hay, mà có ý nghĩa, giúp ích được anh em điều gì, hoặc là anh em chưa rõ điều gì thì anh em hãy comment cho Cường để Cường làm video chia sẻ anh em biết nhiều hơn, chi tiết hơn về mọi thứ mà Cường biết. Rất mong anh em hãy ủng hộ vào kênh của Cường. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.